Jimmy kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi điểm tin buổi sáng. Hôm nay là thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Một công ty tại Irvine được phép khử trùng tái sử dụng khẩu trang N95. Orange County thêm một người tử vong mới, nâng tổng số 19 người. Bill Gates cần ít nhất là 18 tháng để có vaccine chống Covid-19 hoàn hảo. Thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh ra tòa phúc thẩm ngày 20 tháng 4. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, công ty Advanced Sterilization Product thành phố Irvine, California vừa được cơ quan quản trị dược phẩm FDA cho giấy phép khử trùng một ngày 4 triệu khẩu trang N95 nhằm mục đích tái sử dụng. Trong thông báo đưa ra vào ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 4, Viện dẫn nhu cầu khẩn thiết nhằm cung cấp dụng cụ bảo vệ cho các giới chức y tế, FDA chuẩn thuận khẩn cấp cho công ty trên được tiến hành khử trùng các khẩu trang y tế nhằm mục đích tái sử dụng. Công ty khử trùng khẩu trang có trụ sở tại thành phố Irvine, tiểu bang California, có 10.000 máy khử trùng đặt tại 6.300 bệnh viện tại Hoa Kỳ. Mỗi máy có thể khử trùng tới 480 khẩu trang một ngày. Giám đốc FDA tuyên bố các nhân viên y tế là những anh hùng trong đại dịch COVID-19 này và chúng ta cần phải làm hết sức để cung cấp mọi y cụ cần thiết cho họ như khẩu trang N95. Trên trang mạng thông tin của cơ quan phòng chống dịch bệnh CDC cho biết, những khẩu trang xài một lần này không được cho phép khử trùng kiểu không thường mà tái sử dụng theo tiêu chuẩn điều trị. Tuy nhiên, quy định này sẽ được cân nhắc như giải pháp chiến lược trong tình trạng khẩn cấp nhất định. Quay sang bản tin khác, thì thêm một cư dân Orange County vào danh sách người chết vì Covid-19 nâng tổng số tử vong thành 19 ca. Theo thông báo vào ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 4, Sở Y tế Orange County cho biết, ngoài số tử vong trên, còn có thêm 57 ca nhiễm mới khiến tổng số người nhiễm bệnh là 1.277. Có 23 trong tổng số 25 bệnh viện tại Orange County đang điều trị cho 107 bệnh nhân COVID-19, trong số bệnh nhân trên, có 52 người phải vào phòng săn sóc đặc biệt. Ngày 1 tháng 4, ghi nhận số bệnh nhân mới nhiều nhất ở mức 104 ca. Ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 4, ghi nhận là 85 ca nhiễm bệnh mới. Tính đến Chủ nhật hôm qua, Orange County có tổng cộng là 13.528 người được xét nghiệm COVID-19 theo các chuyên gia y tế, con số người nhiễm bệnh được báo cáo không phản ánh tình trạng thực tế vì tiêu chuẩn được xét nghiệm đòi hỏi phải có biểu hiện triệu chứng của bệnh hoặc có tình trạng bị lây nhiễm cao như tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hay đến từ vùng dịch. Trong số 57 ca lây nhiễm mới vào ngày chủ nhật, tỷ lệ lứa dưới 17 tuổi là 1%, lứa tuổi từ 45 đến 64 tuổi chiếm 39%. Cái thú vị tuy nhiên tỷ lệ ở lứa tuổi từ 65 trở lên chỉ có 19% nhưng lại chiếm 59% số ca tử vong. Ba thành phố đông dân nhất cũng là ba nơi có số người nhiễm đông nhất. Theo thứ tự là Anaheim có 146, Santa Ana có 111 và Irvine có 97. Tuần trước, thì Sở Y tế Orange County khuyến cáo các nhân viên làm việc ở những doanh nghiệp thiết yếu phải mang khẩu trang. Tuần này, bác sĩ Nicole Quick, giảm bớt mức độ từ khuyến cáo sang đề nghị mang khẩu trang. Các thưa quý vị, bà cho biết là quyết định trên được đưa ra dựa trên các con số thống kê tình hình bệnh dịch tại Orange County. Đồng thời, bác sĩ Quick cũng tỏ ý lạc quan khi nói rằng tôi hy vọng chúng ta đang chứng kiến đỉnh dịch đang bị kéo xuống. Quay sang phần tin khác, ông Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft, cảnh cáo các quốc gia phải trả giá về sự rủi ro an toàn khi vội phá phát triển vaccine chống COVID-19 xuất hiện trên đài BBC sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 4, tỷ phú Bill Gates cho biết ông đồng ý với các chuyên gia y tế về việc phải cần ít nhất là 18 tháng để có được vaccine hoàn hảo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nếu thiếu thời gian, các thử nghiệm về tác dụng phụ sẽ không được tiến hành. Nhà tỷ phú nổi tiếng về những bảo trợ các hoạt động y tế toàn cầu này từ lâu đã khuyến cáo các chính phủ chuẩn bị cho rủi ro một đại dịch xảy ra. Ông cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ và thế giới cùng hợp tác để đối phó khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Cái thú vị, sự an toàn của vaccine lại vô cùng quan trọng hơn nữa khi sự đề kháng của giới cao niên trước COVID-19 vô cùng yếu. Và nhà tỷ phú kêu gọi các chính phủ và tổ chức tư nhân nên đầu tư bảo trợ cho các chương trình nghiên cứu nhằm phát triển vaccine. Tuy nhiên, ông cũng không quên nhắc nhở rằng, thông thường cần khoảng từ thời gian từ 5 đến 6 năm để phát triển hoàn thiện một loại vaccine, nhưng bây giờ giảm chỉ còn mức tối thiểu là 18 tháng. Cần phải lưu ý là cắt ngắn thời gian là tạo rủi ro lớn cho mức độ an toàn của vaccine. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam, thì thầy giáo chạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh sẽ ra tòa phúc thẩm trong khoảng một tuần lễ nữa. Theo thông báo của tòa án tỉnh Nghệ An, được luật sư Đặng Đình Mạnh đưa tin hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 4. Thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Đăng Tĩnh, 44 tuổi, bị nhà công quyền Cộng sản Việt Nam vu cho tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xôi chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự của chế độ Dân Chủ đến thế là cùng, như lời của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tĩnh bị kết án 11 năm tù và 5 năm quản chế trong một phiên xử án bỏ túi tại Vinh vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, mà theo luật sư Mạnh vốn không liên quan gì đến việc trẻ hát mà là các hành vi chia sẻ những bài viết trên trang mạng xã hội Facebook. Ông Nguyễn Đăng Tĩnh kháng án phiên phúc thẩm dự trù diễn ra vào ngày 18 tháng 3 vừa qua nhưng đã bị hoãn lại vì dịch bệnh Covid-19 nay, nhà công quyền công sản Việt Nam vẫn chưa quyết định sẽ chấm dứt cách ly toàn xã hội vào ngày 15 tháng 4 tới đây hay không. Tuy vậy, Tòa án Công sản Việt Nam vẫn thông báo đưa vụ của ông kháng cáo để xử vào ngày 20 tháng 4 tại Tòa án tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Năng Tĩnh, giáo viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An, được nhiều người biết đến qua một số video clip dạy học trò hát các nhạc phẩm mà luật sư Mạnh gọi là không được chế độ hoàn nghênh như bài trả lại cho dân hoặc Việt Nam từ đầu vân vân diễn tả lòng yêu nước, yêu quê hương và khát vọng nhân quyền và dân chủ. Trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại Nghệ An, các luật sư biện hộ cho ông đã nêu ra những bất công ngang ngược của hệ thống Tòa án Cộng sản Việt Nam. Các luật sư không được sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án mà họ chỉ được tiếp cận vài ngày trước phiên xử. Theo luật sư Nguyễn Văn Miến, một trong các luật sư biện hộ tại phiên sơ thẩm, Cơ quan An ninh Điều tra Cộng sản Việt Nam đã trích xuất tất cả những gì trên Facebook có tên Nguyễn Văn Tĩnh. Tuy nhiên, ông tỉnh phủ nhận tài khoản Facebook đó là của mình. Dù vậy, vẫn ra kết luận điều tra và truy tố ông tỉnh tội danh tuyên truyền chống nhà nước, căn cứ theo những giám định đó. Hàng trăm người đã viết bình luận trên mạng xã hội, bày tỏ lòng cảm phục sự can đảm trước cường quyền độc tài, lòng yêu nước cao độ của ông Nguyễn Văn Tĩnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi điểm tin buổi sáng với Jimmy chúc quý vị sẽ có một ngày an lành và nhiều niềm vui hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp